Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Công ty Tây Bắc Bộ Quốc phòng đã tổ chức trao tặng 30.700 chiếc khẩu trang y tế 4 lớp kháng khuẩn cho thành phố Hưng Yên để phòng chống dịch COVID-19. Sự buổi trao tặng có đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Phát biểu tại buổi trao tặng, đồng chí Bí thư Thành ủy Phạm Huy Bình đã thông tin tóm tắt công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, đồng thời cảm ơn sự quan tâm, đóng góp của Công ty Tây Bắc, Bộ Quốc phòng đối với công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố. Đồng chí cũng nhấn mạnh đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đẩy lùi đại dịch COVID-19 trên địa bàn. Được biết, số khẩu trang trên một phần sẽ được chuyển đến 5 trường học trên địa bàn thành phố, số còn lại chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để phân bổ tới các cơ sở phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.